Thưa quý vị, mới đây VNPT Technology đã tài trợ cho câu lạc bộ BK Star thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội để sản xuất 100 máy nhắc thông minh gửi tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng. Dự án máy nhắc thông minh là một dự án của câu lạc bộ BK Star và công ty Asian Tech. Chiếc máy này sẽ phục vụ cho việc nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng lịch, đúng giờ. Máy nhắc có chức năng thu âm và phát lại lời nhắc theo lịch hẹn giờ đã được cài đặt qua app hoặc web. Các bác sĩ có thể ghi âm và điều khiển máy từ xa thông qua mạng Wi-Fi. Sản phẩm có hai chế độ là ghi âm rồi lưu lại máy và ghi âm rồi lưu qua app hoặc web server. Hộp chạy bằng pin cell với dung lượng 2.500 mAh và có thể sạc. Với thiết kế nhỏ gọn, máy nhắc này giống một chiếc hộp nhỏ và có thể để ở đầu giường cho bệnh nhân tiện sử dụng. Khi đến giờ uống thuốc theo đúng lịch cài đặt của bác sĩ, máy sẽ tự động phát ra lời nhắc. Nếu muốn nghe lại, bệnh nhân chỉ cần lắc nhẹ hộp. Trong trường hợp chưa hiểu hết lời dặn của bác sĩ, bệnh nhân có thể truy cập vào web để hỏi lại. Asian Tech và BK Star. BK Star cùng nghiên cứu và đã phát triển ra được một cái biến thể mới mà có thể gọi là phiên bản 2 của cái hộp nhắc nhở thông minh thì ứng dụng trong y tế. Thì nhờ cái chiếc hộp này thì bác sĩ có thể truyền các cái nội dung như là nhắc bệnh nhân uống thuốc hoặc là nhắc bệnh nhân làm các cái công tác phòng bệnh hay là phục hồi chức năng thì từ xa thông qua web hoặc là app mà không cần phải đến trực tiếp gặp bệnh nhân. Là một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, VNPT Technology đã đồng hành trong lĩnh vực công nghệ với nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo, nhiều trường đại học hàng đầu cả nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Với dự án máy nhắc thông minh lần này, một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ đỡ đầu của công ty với các dự án khởi nghiệp, sáng tạo của các startup. Trước tình hình tái bùng phát dịch COVID-19 thì VNPT Technology cũng như nhiều tổ chức doanh nghiệp khác thì rất mong muốn có những đóng góp tài chính và đặc biệt là về công nghệ sản phẩm máy nhắc thuốc thông minh. Thì đây là một cái thiết bị nhỏ bé thôi nhưng mà trong tình hình này thì có tác dụng rất là thiết thực cho giúp cho bác sĩ và bệnh nhân. Thiết bị giúp cho tiết kiệm được cái thời gian của bác sĩ làm việc và giảm tiếp xúc của bác sĩ với bệnh nhân. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ tiếp tục hợp tác với cả câu lạc bộ cũng như trường Bách khoa để cung cấp cái sản phẩm thiết bị y tế thông minh góp phần cùng ngành y tế chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Đà Nẵng, việc đưa ra nhiều sản phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết.